Tiên có vừa mới học yoga xong. Ngày hôm nay thì Tiên rất là nhiều việc cho nên sáng giờ không quay được cho mọi người cái gì hết. Tóc là bù xù luôn nè, nhưng mà bây giờ thì Tiên vừa mới làm xong rồi và bây giờ đang là 6 giờ rưỡi tối. Thì sẽ đi về, bởi vì là tối hôm nay Tiên có hẹn đi ăn với mẹ. Là sẽ đi ăn và tối về nhà thì Tiên có hẹn với Kyle nha. Kyle ở nhà Tiên cho nên là bây giờ tụi mình đi ăn thôi. Mọi người có thấy là bây giờ tụi mình vừa mới coi kiểu World Cup của mọi người, thì dạo gần đây thì Tiên vừa mới tạo được chiếc TV. Sau đó đang bật Blackpink nè mọi người. Đang tạo được một cái TV mới, là TV của nhãn Kuka. Kuka. Tại vì Tiên là một người rất là hay coi TV cho nên là Tiên lâu lâu hay nghe mấy cái TV mới. Vì hiện tại tạo được cái TV màn hình LED 65 inch này. Thì cái TV này á, là TV mới nhất với hệ điều hành Google nha mọi người. Là TV 65 inch 65i72 của nhà Kuka. Thì mọi người thấy đây là một cái màn hình LED rất là mỏng mọi người, với 8,29 megapixel. Với cái màn hình này á, là màn hình okay, thì cái màn hình này á, là màn hình 8,29 megapixel nha mọi người. Với chất lượng hình ảnh á, là HDR10 và HLG luôn. Cái điều khiển này cũng là một cái điều khiển kháng khuẩn luôn, cho nên là Tiên rất là an toàn cho người sử dụng. Đúng rồi á, này có chống virus luôn á. Ý là ví dụ như em có virus đây và em đưa qua cho anh thì cái này nó sẽ tự, nó cleanse, nó có. Đúng rồi, cái này kháng virus luôn. Là không bị gì hết, không sao. Không bị gì hết luôn. Đúng rồi, hay lắm mọi người. Và có một cái khá là hay ở cái tivi này, một cái á, là cái ánh sáng xanh của nó mọi người, nó rất là thấp luôn, nó thấp hơn những cái tivi kia rất là nhiều. Và một điểm mạnh là nó sẽ tự động thay đổi ánh sáng dựa vào khi mà mọi người xài sáng hay tối. Đúng rồi, khi mà mọi người xài giống như buổi sáng hoặc buổi tối. Giống như mọi người như Kèo mà thích xài tivi buổi đêm á, hay coi phim đêm á, thì cái tivi này nó được một cái là nó sẽ tự động điều chỉnh cái ánh sáng xuống để cho phù hợp với mắt của mình, để cho mắt mình nó không bị mỏi. Nên quá hợp lý luôn. Giờ còn coi bây giờ anh mới bị mổ mắt nữa cho nên mắt anh rất là yếu. Cho nên là nên rất là phù hợp cho những cái người mà mắt yếu như mắt của Kyle luôn. Đó lý do sao Tiên mua. Em canh nha. Ủa cho gì thì em xài chung. Không, ví dụ như một tuần mình gỡ, mình xài xong mình gỡ ra anh đưa nha. Một tuần em đưa qua cho anh. Đúng rồi. Coi, anh đưa ngược lại cho em. Xác. Rồi và thêm một điểm nữa khá là hay là cái TV này nó có khá là nhiều những cái ứng dụng khác nhau. Nếu mà mọi người như kiểu mà thích coi Netflix, YouTube này nọ mà muốn nhấn nhanh á, ở đây nó có hết luôn. Nên cứ như kiểu ngày nào cũng coi YouTube cứ mà qua YouTube vậy. Đúng không? Thấy chưa? YouTube rồi đó. Một điểm khác mà Kyle cũng khá là thích là vì cái TV này nó có thể điều hành Google. Nên mọi người biết là nó có thể làm tất cả mọi thứ luôn. Mọi người nói gì nó đều hiểu hết luôn. Nên ví dụ như giờ Kyle cũng giúp mọi người coi nè. Play football. Okay. Here's what I found on YouTube. Có. Football nè. Nè. Play soccer. Here's what I found on YouTube. Đó, là nó sẽ hiện ra cho mọi người coi cái gì liên quan tới soccer. Thì đối với cái sử dụng voice control, mọi người không cần cầm cái điều khiển lên luôn. Mọi người nói bình thường, Google vẫn có thể nghe và assist mọi người luôn. Cho mình rất là cool luôn nha. Ví dụ như Tiên bỏ cái iPhone của Tiên vào và Tiên quay phim lại thì nó sẽ không có bị cái lằn cái đường á. Thế cho nên là mọi người quay thoải mái luôn mà không có sợ bị lằn hay là vệt gì hết. Cho nên là những cái tivi còn lại xưa Tiên có bỏ và Tiên quay hay up story nọ thì nó bị lằn, Tiên rất là ghét. Và tivi này không hề bị luôn nha mọi người, rất là cool. Thì cái tivi này á, còn có một cái nữa là cái âm thanh của nó là Dolby Digital 8.1. Cho nên là nghe giống như là âm thanh ở ngoài rạp luôn. Wow. Rất là hay. Hay vòm á, vòm á anh. Vòm sao em? Vòm á. Vòm cái nào? Âm thanh vòm á, như anh nghe là
360. Wow, tuyệt vời quá mọi người. Đồng thời á, nhà Tiên á, anh Tiên và ba Tiên rất là thích coi Ca Cộng, cho nên là ở đây nó có gắn kết nối với lại cái gói Ca Cộng nữa, nên là mọi người nào mua mà kết nối á, thì coi đó không, tuyệt vời luôn. Coi World Cup được luôn. Đúng, chính xác. Wow, trời rất là thích World Cup luôn á mọi người. Anh thích đội nào nhất? Cái gì? Đội Việt Nam. Ủa, Việt Nam gì có trong World Cup? Thôi nói chứ cầu thích á là cầu thích đội Spain à, Bồ Đào Nha á mọi người. Spain là Tây Ban Nha mà. Lộn Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Hôm nay trận nào? Hôm nay đá trận nào đó? À, em hỏi anh cái này dễ quá. Mọi người có biết hôm nay trận nào đá không? Nếu mọi người biết thì cứ comment ở dưới cho Cao. Nghe là biết rồi đó mọi người. Biết okay. Cái gì Cao biết mà. Cao rất là thích coi đá bóng luôn. Ok mọi người, bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục coi những cái video trên YouTube nha. Tại vì tôi nghĩ là Cao không thích bóng đá lắm. Cao chỉ thích coi tim nhảy thôi. À, đương nhiên quá đi. Nhưng mà lâu lâu Tiên có coi đá bóng nên là Tiên kêu Cao coi chung Tiên. Ok em. Hello mọi người, hôm nay là ngày Chủ nhật và Tiên đang ở nhà. Nguyên! Mình sắp quay một cái chương trình podcast sẽ được post trên YouTube của Nguyên sớm nha mọi người. Nên là mọi người hãy đợi nha. Nguyên nói sơ sơ về chương trình này, có khách mời nào Nguyên? Hiện tại thì ba tập đầu mình, cái này là không có theo thứ tự, bây giờ mình không biết cái tập mình quay là thứ mấy. Là sơ sơ là có Tiên, có Cầu, chị KOL tên là chị Quỳnh Nhi, và anh Andrew. Andrew Hand nha mọi người. Nên là những cái tập nó sẽ... À, có Quỳnh Thí, có Tiên đúng không? Không, Quỳnh Thí không yêu. À, Quỳnh Thí là tập sau. À, Quỳnh Thí không bao giờ thì rất là nhiều những nhân vật hot, cho nên là mong là mọi người sẽ ủng hộ cái podcast này của Nguyên nha. Video này sẽ lên trước podcast của Nguyên, cho nên là mọi người hãy đón chờ những cái episode sắp tới. Mọi người, hôm nay có hai khách mời đặc biệt nữa, Bacon và Bella. Ăn đi con. Đây nè, quỷ này nè, quỷ hoài lắm. Đây là quỷ nhất nè. Đúng không? Quỷ không? Đuôi vô liền, sợ liền. Tần 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 tần. Quẩy mọi người. Con Bacon ngoan lắm. Ủa lộn, Bella ngoan lắm. Đúng Bella. Ăn đi con. Chia bánh của tao. Sao lại chia bánh của cô? Thì mọi người có thấy video trước thì Tiên có đi Revolution rất là vui nhưng mà cũng rất là đau cổ. Bây giờ là phải 2-3 ngày sau cái cổ Tiên nó mới bình thường được mọi người, tại vì Tiên quậy dữ quá. Nhưng mà bây giờ Tiên đang ở công ty, đang đi làm, Tiên đang ăn mì gói nè mọi người. Thì bây giờ ở The Space thì đang có rất là nhiều chương trình, lát nữa Tiên xuống thì sẽ... Như trên YouTube Tiên chưa có show Around The Space mà chi tiết cận cảnh cho mọi người á. Nên ngày hôm nay Tiên sẽ cho mọi người biết có những cái chương trình này đang ở đây mà rất là nhiều chương trình vui luôn á mọi người nha. Từ văn phòng của Tiên, Tiên sẽ đi xuống. Từ văn phòng của Tiên sẽ là tầng trên cùng cho mọi người. Đồ á. Đây bây giờ Tiên đi xuống thì đây là lầu 3. Hiện tại tụi mình đang set up tại vì trong tuần này sẽ có rất là nhiều các brand pop up bán đồ ở đây. Ví dụ như là đây là một cái brand cũng khá là dễ thương, hồi nãy Tiên cũng có thấy đồ nè mọi người. Silly Ba Hà đó, nhiều đầm xinh lắm, rất nhiều đầm xinh luôn mọi người. Thì cái này là lầu 2, lộn lầu 3 chứ, bây giờ Tiên xuống lầu 2 cho mọi người xem tiếp. Đây là lầu 2 nha mọi người. Thì lầu 2 là Hơ thì sắp có bộ sưu tập mới. Rồi ngày mai Tiên sẽ đi chụp. Trời ơi vui quá mọi người ơi. Có bộ sưu tập mới cho mọi người xem, cho nên là ngày mai Tiên sẽ dress up thử cho mọi người. Mà outfit của Tiên là cái quần beige. Chết rồi, đôi giày đừng quan tâm vậy, đi mang trong phòng văn phòng của Tiên. Và cái áo len này. Ta-da. Thì đây là lầu 1 nha mọi người. Lầu 1 sẽ có những cái brand nữ. Đó, brand nữ rất là đẹp. Rồi bên này sẽ có một cái brand cũng khá là bánh bèo.
đi. Và đây. Đó. Cho nên là lần này sẽ có rất là nhiều những cái brand pop up rất là thú vị. Cho nên là mọi người đến The Space và mua sắm nha. Thank you.